chào các bạn, tụi mình là iTech và mình là May. Dạo một vòng làng công nghệ trong tuần qua thì chúng ta cũng có khá là nhiều những cái thông tin nổi bật, ví dụ như là một thương vụ triệu đô đến từ tỷ phú Elon Musk với Twitter chẳng hạn, hay là Xiaomi sẽ mang tới những cái công nghệ đột phá lần đầu tiên được trang bị trên một chiếc smartphone mà có một mức giá phải nói là cực kỳ phải chăng ấy, để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận. Vậy chi tiết những cái thông tin đó là gì thì ngay bây giờ tới luôn nha. Sau khi mà hoàn tất việc mua bán với Twitter thì theo một cái nguồn tin nội bộ với kế hoạch phát triển công ty trong thời gian sắp tới đã tiết lộ rằng chúng ta sẽ có một cái danh sách nhân viên có thể bị cho thôi việc rơi vào khoảng là 3.700 người, và cái bảng danh sách này thì sẽ được xếp theo thứ tự từ thấp cho tới cao dựa vào hiệu suất công việc. Điều này đồng nghĩa với việc là Elon Musk thực sự sẽ sa thải khoảng tầm 50% lao động của Twitter. Tin đồn về kế hoạch cắt giảm nhân sự này thì đã lan truyền khắp nơi kể từ khi mà Elon Musk tuyên bố muốn mua lại công ty từ tháng 4 rồi. Nói với các nhà đầu tư, CEO Tesla cho biết là ông muốn biến Twitter thành công ty tư nhân, sa thải bớt nhân viên, điều chỉnh quy định kiểm duyệt nội dung và tìm nguồn doanh thu mới. Năm ngoái thì chi phí lãi vay của Twitter rơi vào khoảng là 50 triệu USD trên một năm. Tuy nhiên, với khoản nợ mới trong thỏa thuận mua lại thì con số này đã tăng lên khoảng là 1 tỷ USD một năm rồi. Trong khi đó, công ty chỉ tạo ra dòng tiền khoảng là 630 triệu USD trong năm 2021 mà thôi. Và thêm một điểm highlight nữa đến từ tỷ phú Elon Musk là người dùng Twitter có tích xanh sẽ phải dốc hầu bao mỗi tháng để chi trả ít nhất là 8 USD, khoảng 198.000 đồng trên một tháng để có thể duy trì tích xanh trên tài khoản của mình. Nói chung, giá này được tự do ngôn từ thì cũng không phải là đắt lắm đâu, một ly Starbucks thôi mà. Theo các nguồn tin gần đây cho biết, Apple có thể sẽ hồi sinh iPhone X để có thể trở thành một cái dòng iPhone giá rẻ tiếp theo của hãng và sẽ ra mắt vào năm 2024. Với những thông tin ban đầu thì có lẽ chiếc smartphone này sẽ giống với XR, chúng ta sẽ có một màn hình lớn này và có hỗ trợ Face ID nữa. Tuy nhiên, trái với những tin đồn về iPhone SE 4 đã được bước vào giai đoạn sản xuất thì nhà phân tích Ross Young lại cho biết chiếc iPhone giá rẻ sắp tới của Apple vẫn đang còn trong giai đoạn chốt thiết kế mà thôi. Nhà phân tích cho biết là hiện Apple vẫn đang còn phân vân về việc lựa chọn nên nâng cấp lên màn hình 5.7 inch hay là 6.1 inch. Hãng cũng chưa quyết định là sẽ chuyển sang sử dụng màn hình OLED hay tiếp tục LCD như hiện tại. Nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, nếu như mà so sánh với mẫu iPhone SE 4 sắp được ra mắt đây thì có lẽ là chiếc SE 4 này sẽ được lòng người dùng hơn nhờ tính mới mẻ của nó so với các thế hệ trước đây. Cách đây không lâu thì chúng ta đã có những cái thông tin về một công nghệ sạc nhanh có thể nói là nhanh nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại, lên tới là 210W đến từ nhà Xiaomi. Và gần đây thôi thì Xiaomi đã công bố chiếc điện thoại sẽ được trang bị công nghệ này, cùng với đó chúng ta sẽ có một mức giá cực kỳ phải chăng. Và cũng theo như công bố của Xiaomi thì củ sạc 210W này và cáp sạc sẽ được tặng kèm theo máy. Người dùng chỉ mất đâu đó 9 phút để có thể sạc đầy 100% pin 4.300 mAh mà thôi. Và Redmi Note 12 Pro sẽ là chiếc máy được trang bị công nghệ này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một màn hình là 6.67 inch này, màn hình OLED tần số quét là 120Hz, camera chính lên tới 200MP mà mức giá chỉ đâu đó là hơn 8 triệu đồng một chút xíu thôi. Có lẽ bây giờ các bạn đang suy nghĩ là liệu rằng chiếc máy này được trang bị một công nghệ sạc nhanh như vậy thì nó có tình trạng quá nhiệt hay là không? Thời Xiaomi đã ứng dụng kiến trúc sạc nhanh siêu tốc bằng cách là sử dụng 3 chiếc quản lý sạc hiệu quả này để có thể đạt được công suất tối đa là 210W. Dòng điện đầu vào ấy thì sẽ là 20V và 10.5A, sẽ được chia làm 3 kênh khác nhau. Dòng điện của mỗi kênh lần lượt là 20W và 3.5A. Sau khi mà đi qua chiếc quản lý thì điện áp của dòng điện sẽ được nâng lên 10V 7A. Sau đó, 3 kênh này sẽ được kết hợp lại và cho một cái công suất là 210W, chia đôi cho 2 sao pin độc lập, trong đó mỗi sao pin thì sẽ nhận một cái công suất là 105W. Tổng công suất lúc này thì sẽ là 210W, phân tán nguồn nhiệt và tối đa hóa thời gian sạc với công suất cao. Lâu nay thì chúng ta đã nghe rất nhiều về cái thông tin là ở mất tiền lừa đảo lên tới bao nhiêu tỷ đồng đấy. Và ngày hôm nay sẽ lại là một câu chuyện nữa về việc là mất tiền trong tài khoản tiết kiệm online của mình. Số tiền người dùng này mất là lên tới 2,1 tỷ mà thông qua việc là hacking điện thoại nhá. Thì với thủ đoạn gọi điện cho khách hàng và giả danh nhân viên nhà mạng để đề nghị hỗ trợ nâng cấp SIM điện thoại rồi kích hoạt eSIM trên điện thoại, đối tượng lừa đảo này đã chiếm được quyền kiểm soát SIM điện thoại của khách hàng. Từ số SIM đã đăng ký dưới tên khách hàng này thì kẻ gian đã gọi đến tổng đài tự động của ngân hàng, yêu cầu cấp lại tên đăng nhập Internet Banking, gửi về email mà khách hàng đã đăng ký trước đó với ngân hàng. Tiếp theo thì đối tượng đăng ký báo quên mật khẩu và yêu cầu cung cấp lại mật khẩu mới đăng nhập. Sau đó chiếm đoạt thông tin tài khoản của khách hàng để tất toán số tiền tiết kiệm online của khách hàng mở tại ngân hàng này. Hiện tại thì phía ngân hàng cho biết đang tích cực phối hợp cùng cơ quan công an tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Nhưng mà có vẻ như là vụ này hơi khó để có thể lấy lại tiền đấy.
Và đó là những thông tin có thể nói là nổi bật nhất trong tuần vừa qua. Và bạn có thêm ý kiến nào nữa không thì chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ đừng quên like, share, subscribe cho kênh iTech. Xin chào!